Thưa quý vị, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy đã đi vào cuộc sống hơn 10 năm. Đến thời điểm này có thể nói là không ai là không biết đến quy định này. Mặc dù vậy, vi phạm không đội mũ bảo hiểm vẫn là vi phạm phổ biến nhất trong số những hành vi bị lực lượng chức năng xử phạt. Tăng cường xử phạt hành vi này không chỉ là để chấn chỉnh ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông đối với quy định đội mũ bảo hiểm, mà còn để góp phần hạn chế thương vong do tai nạn giao thông. Theo phân tích của chuyên gia y tế, nguyên nhân chính gây ra chấn thương sọ não là tai nạn giao thông. Sau đó mới đến các nguyên nhân khác như té ngã, tai nạn lao động, tai nạn do bất cẩn hay tai nạn trong thể thao. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, từ 70-80% số ca cấp cứu chấn thương sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy là do tai nạn giao thông. Khi tai nạn giao thông xảy ra, tỷ lệ người bị nạn bị chấn thương sọ não chiếm tới 35% so với các chấn thương khác. Vào thời điểm năm 2007, theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam đứng trong danh sách những quốc gia đứng đầu thế giới về tai nạn giao thông. Cũng trong năm này, Việt Nam ráo riết triển khai quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường, sau một thời gian triển khai thí điểm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên một số tuyến đường. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ người tham gia giao thông có đội mũ bảo hiểm tăng nhanh hơn 90%, một con số ấn tượng với thế giới khi mà trước đó hầu hết người dân không có thói quen đội mũ bảo hiểm. Đây cũng là một trong 10 thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2007. Không có một con số so sánh tổng thể nào, nhưng từ những báo cáo riêng lẻ ở các địa phương, các bệnh viện đầu ngành, những ca chấn thương sọ não đã giảm đáng kể. Trước kia đó thì mà khi người dân chưa chấp hành cái ý thức đội nón bảo hiểm đó, thì cái tai nạn giao thông mà vào bệnh viện đó, là cái chấn thương sọ não cũng chiếm cái ưu thế. Có thể là một ngày bệnh viện phải mổ 2-3 ca, có khi đến 5 ca. Nhưng mà từ khi mà bệnh nhân mà tham gia mà giao thông có đội nón bảo hiểm thì cái số ca chấn thương sọ não giảm đi hẳn, thậm chí một tuần chỉ còn ở 1-2 ca. Đó là một kết quả đáng mừng, song ngẫm lại đó vẫn chưa phải là kết quả trọn vẹn nhất. Và đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều người phớt lờ quy định này. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 6 năm 2018, trong số 29.746 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm không đội mũ bảo hiểm chiếm 10.784 biên bản, cao nhất trong số những vi phạm phổ biến bị xử phạt. Trong quá trình tuần tra thì cái lỗi vi phạm phổ biến nhất là người dân không đội mũ bảo hiểm khi ra đường tại khu vực gần nhà. Người ta đi ra ngoài một tí gần, người dân không chấp hành vấn đề đội mũ bảo hiểm. Là vi phạm phổ biến nhất, nhưng đây không phải là vấn đề của nhận thức mà là của ý thức. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý đội mũ bảo hiểm để đối phó với cảnh sát giao thông hoàn toàn không phải vì an nguy của chính mình. Cái việc mà ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của một số ít người dân còn mang hình thức chống đối, và cái việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng là một cái hình thức chưa có đi vào nền nếp. Nói đến quy định đội mũ bảo hiểm, không thể không nói đến một thực tế rằng học sinh nói chung, nhất là trẻ em từ 6 tuổi trở lên, chưa chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm vẫn còn chiếm tỷ lệ rất lớn. Chỉ một buổi sáng ra quân ở một số đoạn đường gần khu vực trường học, cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử phạt rất nhiều trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm. Tại sao mũ bảo hiểm không đội? Do lúc sáng là con phải đi lên trực trường, là do con về trễ. Con biết là mình vi phạm không? Con biết. Các cháu học sinh mà không đội mũ bảo hiểm thì trên địa bàn thành phố thì cũng còn rất nhiều những trường hợp như vậy. Mặc dù trong cái công tác của đội cảnh sát giao thông đã dùng các biện pháp như tuyên truyền tới các khu dân cư, rồi tới các chung cư, rồi tới các sĩ nghiệp, tuyên truyền để các phụ huynh nhắc nhở các cháu là trước khi đi học đội mũ bảo hiểm. Tuy việc đội mũ bảo hiểm không giúp kéo giảm tai nạn giao thông, nhưng nó sẽ giúp người đội giảm nhẹ được những chấn thương vùng đầu do cơ chế tản đều lực va đập khi tai nạn giao thông xảy ra. Đó cũng là một trong những giải pháp để kiềm chế thương vong do tai nạn giao thông. Và ở một khía cạnh khác, nó còn giúp cho gia đình người bị nạn đỡ phải gánh chịu áp lực từ những chi phí phải bỏ ra để điều trị chấn thương sọ não. Trung bình á, một cái ca thí dụ như gãy xương đùi thôi thì điều trị ít nhất cũng phải dưới 10 triệu, còn chấn thương sọ não này nằm ở hồi sức tích cực chống độc thì khoảng chừng vài chục triệu trở lên là chuyện rất là thường. Nâng cao hơn nữa tỷ lệ người đội mũ bảo hiểm cũng chính là góp phần hạn chế thương vong do tai nạn giao thông.
Thực hiện mục tiêu này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh xác định thời gian tới, song song với công tác tuyên truyền, công tác xử phạt hành vi vi phạm này sẽ vẫn được chú trọng.